Mời các bạn xem kết quả bóng đá hôm nay. Champions League 2021 lượt về vòng bán kết. Xin chào các bạn. Rạng sáng nay, trận bán kết lượt về thứ nhất đã diễn ra giữa Man City và Paris Saint-Germain. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0. Ở lượt đi diễn ra vào tuần trước, Man City đã có lợi thế với chiến thắng 2-1 trên sân khách. Và với kết quả lượt về này, Man City là đội đầu tiên vào chung kết sẽ gặp đội thắng của cặp Chelsea gặp Real Madrid sẽ diễn ra vào rạng sáng mai. Ở trận bán kết thứ hai này, đại diện nước Anh Chelsea cũng có lợi thế khi hòa trên sân khách lượt đi với tỷ số 1-1.